Lời nói đầu tiên em xin chúc cả nhà có nhiều sức khỏe, nhiều thành công và vạn sự như ý. Như em đã hứa thì khi mà bà Lan em không làm gì bà cả mà bà nhắc tên bà kiếm chuyện với em thì em làm 4 video clip trả lời cho bà. Ok, đây là phân tích sự kiện chứ không phải là để xúc phạm nhau. Bà nói xúc phạm nhau thì kệ bà, không có liên, không ảnh hưởng gì tới hòa bình hết trơn các bạn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ xem xét lại cái bi bằng mà một ai đó đã gửi cho chị Lan ha, chị Đinh Thị Nổ các bạn. Và cái bi bằng này xích lên tòa sắp sửa diễn ra ngày 29 tháng 12 năm 2023 thì như thế nào các bạn. Xin lỗi quý vị các bạn, tại vì cái ngày đó thì khán giả của mình á, nếu mà khán giả quen biết á thì khán giả biết cái ngày đó là cái ngày không thể nào, cái ngày tưởng tượng của bà Đinh Thị Nổ thôi. Tôi nói vậy cho có vui thôi các bạn, chứ thực tế nếu các bạn là cái người mới vào kênh này, các bạn hoan hỷ bỏ qua cho mình. Ok, cảm ơn các bạn. Các bạn nhớ bấm like, subscribe ủng hộ mình các bạn nhé. Thì theo thông tin mới 2 3 ngày hôm nay thôi thì bà Đinh Thị Nổ mới nhận được một cái chuyển phát nhanh, ở trong đó có một cái vi bằng ha, một cái vi bằng, và cái vi bằng này có sử dụng trên cái phiên tòa phúc thẩm của chị Hằng mà bà này bà nói diễn ra từ thứ hai đến chủ nhật được hay là không trong tuần này ha. Thì chúng ta sẽ xem xét cái vấn đề này như thế nào và chúng ta trao đổi với nhau về cái phiên tòa phúc thẩm sắp tới, những cái diễn biến diễn ra. Tôi cũng đang rất là mong trông là sẽ kết hợp với một cái người luật sư nào đó, mà cái người tôi nhắn tới là luật sư Kim ha, luật sư Kim, nhưng mà tôi không có số điện thoại, ai đó có số điện thoại nhắn cho mình nha các bạn. Ok, để minh chứng cho mình nói thì chúng ta nghe lại một cái lời của cái bà Đinh Thị Nổ này các bạn. Tôi nói chuyện sách nó có chứng hết trơn à, chứ không phải là nó điện lên xúc phạm người khác. Nhưng mà cả Hằng Nguyễn Phương Hằng hay là Đặng Thị Hằng Ni đều ở trong trại giam, thì ai gửi cái biệt thư này cho Đinh Lan? Thì Đinh Lan mới đọc trong nội dung, trong bức thư. Đây là USB. USB. Đây. Trong nội dung USB. Ủa? Trên USB này thì ghi là Huỳnh Duy Dũng. Ngộ à. Ở này có thể là Hằng Nguyễn. Nhưng mà cả Hằng Nguyễn, Nguyễn Phương Hằng hay là Đặng Thị Hằng Ni đều ở trong trại giam, thì ai gửi cái biệt thư này cho Đinh Lan? Thì Đinh Lan mới đọc trong nội dung, trong bức thư. Đây là USB. USB. Để mình xem kiểm chứng nha các bạn. Chứ cái bà Đinh Thị Nổ này nói một tô không vô một chén đâu các bạn ơi. Đó. Để mình dùng chương trình mình lật ngược lại chữ. Cái chữ này mà các bạn đã dùm thấy đúng không? Thấy không? Tôi sẽ lật ngược lại cho các bạn nhìn nha. Đây. USB chứa video buổi đua chó 19 tháng 3 2022, file mềm vi bằng buổi đua chó. Đó, thì nói chung á, là đây là những tài liệu mà cái bà Đinh Thị Nổ này mà bà bảo rằng á, là do anh Nguyễn Quang Tấn gửi cho bà. Cái việc anh Nguyễn Quang Tấn gửi cho bà hay là không thì chỉ có người trong cuộc mới biết. Chúng ta không bình luận về vấn đề ai gửi cho ai ha, chúng ta chỉ bình luận và những cái vi bằng về cái USB này có được xem xét tại tòa phúc thẩm mà Đinh Thị Nổ bảo rằng á sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 12 2023. Như vậy nếu mà diễn ra vào ngày mốt, tức là ngày thứ bảy, thì tôi ăn độ nha các bạn, tôi ăn độ nha các bạn. Năm nay ngày lịch nghỉ Tết Tết dương lịch nó chỉ có một ngày duy nhất thôi, là ngày thứ thứ hai các bạn, ngày thứ hai các bạn, là ngày ngày 1 tháng 1 2024 á. Đó, do đó là chỉ còn có bữa ngày mai và ngày mốt ha, diễn ra vào ngày mốt thì tôi ăn được
mình sẽ ăn được 8 lon bia. Còn mà không diễn ra thì mình thua nửa thùng bia. Ok, xin chào anh Bình Lê, xin anh Kiệt, anh chào anh Trần Kiệt Trần, anh Trần Kiệt. Xin chào chị Loan Quỳnh, xin chào khán giả Trung Trịnh. Xin chào khán giả Lê Tấn Vĩnh. Xin chào khán giả Thái Chí Bửu. Xin chào chị Sòn Ngọc Quỳnh. Xin chào khán giả Anh Anh. Em có chờ sót ai mọi người thông cảm nha, mắt bên đây hơi yếu à. Xin chào khán giả Diễm Hồng. Đó, ăn gì chuẩn bị chung bia ngày 1 tháng 3 2024. Ok, đó thì tôi hỏi các bạn nè, cái vi bằng và cái USB này có sử dụng vào cái phiên tòa phúc thẩm của chị Hằng, đại khái là theo cái bà Đinh Thị Nổ này diễn ra vào ngày 29 tháng 12 sắp tới. Nếu không đi diễn ra sắp tới, bà đi bằng đầu ha, bà gọi full game mobile bằng đại ca ha, rồi bà tắt kênh YouTube bà nghỉ nha các bạn. Đó thì cái vi bằng này theo mình nghĩ không được sử dụng trên phiên tòa phúc thẩm sắp tới. Tôi nói thẳng ra như vậy ha. Bà Đinh Thị Nổ bà có buồn tôi chịu, bà khỏi hù và bà đang vu khống cho anh Nguyễn Quang Tấn đó ha. Bà căn cứ vào đâu mà nói anh Tấn gửi cho mình? Tôi nói các bạn biết là phiên tòa phúc thẩm diễn ra, cái bà Đinh Thị Nổ này với cái vai trò gì các bạn, với cái vai trò gì, trò đó, đánh lưỡi cho nó đúng luôn á, chứ phải trò ngàn trò kia nha các bạn. Bà diễn ra với vai trò gì mà bà đòi quỷ án? Mình là cái người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, mình không có quyền gì mà kêu quỷ án hết. Mình là người bị hại nên mình mới là cái người quỷ án, có hiểu không hả nhóc con? Dạ, gần 50 tuổi rồi mà bị thằng YouTuber Full Game Mobile kêu á là nhóc con thì té ngửa rồi. Yêu tôi bằng sư phụ đi, tôi chỉ cho vài chiêu ha, tôi chỉ cho cách mà học luật. Trời ơi, không phải nói chứ, mình là cái người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, lên trên mạng coi mình là người nghĩa vụ liên quan, mình có quyền gì trên phiên tòa. Đây, để tôi mở ra cho các bạn xem nha. Người có quyền lợi trong vụ án hình sự luôn nè, cái đó dân sự à, trong vụ án hình sự. Bấm một cái nó ra liền cái gì? Người được tòa tuyên không có tội và có quyền kháng cáo về các căn cứ mà bản án sơ thẩm xác định là họ không có tội. Như vậy, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong án hình sự, người đại diện của họ có quyền kháng cáo bản án hoặc quyết định có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của họ. Đó, quyền lợi và nghĩa vụ của họ là cái gì? Chỉ là những cái vấn đề mà tiền bạc thôi, liên quan đến tiền bạc thôi các bạn, chứ không có thể mà kêu kết tội người này người kia được, có hiểu không? Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vụ án hoặc người đại diện của họ có quyền được thông báo giải thích quyền và nghĩa vụ tại điều 65 Bộ luật Tố tụng Hình sự, đưa ra chứng cứ, tài liệu, đồ vật yêu cầu giám định, định giá tài sản theo quy định pháp luật, tham gia phiên tòa, phát biểu ý kiến, đề nghị chủ tọa phiên tòa hỏi những người tham gia phiên tòa, tranh luận tại phiên tòa để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, xem biên bản phiên tòa, tự bảo vệ, ngờ người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, trình bày ý kiến về chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan, yêu cầu người có thẩm quyền tiến hành tố tụng đánh giá, kháng cáo bản án, quyết định của tòa án và những vấn đề trực tiếp liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Biết chưa? Khiếu nại quyết định hành vi tố tụng của cơ quan, người có quyết định tố tụng, các quyền khác theo quy định của pháp luật, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, có nghĩa vụ, ha, hồi nãy quyền và nghĩa vụ, có mặt theo giấy triệu tập của thẩm quyền tiến hành tố tụng, ha, cái nghĩa vụ là phải có mặt, ha, trình bày trung thực những tin tiết liên quan đến quyền và nghĩa vụ của mình, chấp hành quyết định yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Đó, hồi nãy là quyền, còn đây là nghĩa vụ, đúng không? Quyền là được cái gì, nghĩa vụ là cái gì, người ta ghi rõ vô đó. Đâu có cái câu nào mà được phán tội người khác đâu,
ở đó mà bà đặt vi vu khống chúng tôi, hù dọa. Đó, tôi nói như vậy á, ha, tôi nói như vậy là những cái người ta biết lực, người ta biết liền. Đâu có phải là người bị hại mà yêu cầu quỷ án. Trời ơi, mắc cỡ. Hôm gài tôi giỡn chơi chơi, tôi nói chuyện chơi chơi thôi chứ. Hôm gài chọc ghẹo tôi hoài. Mình là người có quyền lợi bằng vô liên quan, không phải là người bị hại. Do đó không có quyền mà yêu cầu bà Hằng mà bao nhiêu năm tù hết trơn á. Nhưng mà chị Hằng với Hằng Ni là khác nha. Tôi nhắc cho cô biết một lần nữa, chị Hằng là người bị hại. Chị Hằng có yêu cầu quỷ án điều tra lại là cũng được đó đó, nó cho biết. Này, hổm gài cứ chọc quấy tôi hoài. Nha. Thấy đừng thấy người ta đẹp trai nữa. Trong vàng YouTuber bảo vệ chị Hằng như tôi đẹp trai nhất rồi, chứ không ai đẹp trai hơn tôi đâu. Thua ông Hồ Văn Thận chút à. Cứ chọc ghẹo tôi hoài các bạn. Hôm nay tôi tức quá, tôi gửi con tôi về bên cho bên bà ngoại coi giùm á ha, để mà tôi làm cái bữa video clip bữa nay nè. Hôm qua tôi không làm được tại vì hôm qua có con ở đó mà tin tướng đi qua hỏi thánh tử cao coi thằng phone game mobile nói gì đúng hay là sai. Ở đó mà đi hù dọa người ta thế này thế kia thế nọ hoài, rất là mệt. Trong vụ án Vũ Văn Thịnh, bà cũng không có quyền gì hết trơn á. Tôi thẳng các bạn một câu vậy đó, bà là người có quyền lợi bằng vụ liên quan luôn. Cái người đánh á, cái người bị đánh là chị Đinh Thị Chiên, không phải là bà. Bà bắt mới gì, bà bắt kiện YouTuber, bà gọi quỷ án. Trời, luật sư của tôi đó, 100 ông luật sư tôi còn chưa sợ. Ông Quang Phục đẹp trai số 1. À vậy thôi, em thua cho Quang Phục rồi. Trời ơi, người ta cười, người ta thấy tinh thần á, người ta thấy tinh thần không ổn định á, người ta không muốn kiện á, người ta để cho vui vui chơi chơi thôi, để cho em Hương Quảng Châu có chọc ghẹo chơi thôi chứ làm gì được. Ở đó mà đi hù dọa người ta. Các bạn nghĩ đi, người có quyền lợi bằng vụ liên quan đòi quỷ án. Điên không? Thêm một cái ông Trần Đình Thu mà bà bám vào bà này nữa. Cái tính chất cái vụ án của chị Hằng ở trên bờ phúc thẩm này là xem xét cái sự việc đền bù. Ha, đền bù cho cái bà này nếu bà chứng ra chứng cứ được bằng chứng và chứng cứ. Tới ngày hôm nay mà báo chí không có đưa tin, tức là vụ án của chị Hằng đã chuyển ra năm 2024 rồi đó. Con nít nó còn biết. Chứ ở đó mà đi lừa gạt những YouTuber đẹp trai như tôi đẹp trai chứ tôi đâu có khùng. Các bạn thấy hôm gài tôi im lặng lặng rồi cứ đeo bên đầu lên cổ ngồi hoài nha. Kiếm ăn là đủ quần của Full Game Mobile hay gì mà nhắc tên tôi hoài vậy. Lên trên mạng á, mình cái gì mình đúng mình biết mình hãy nói, còn không biết cái thì thôi. Tiên chiên môn á, là lên trên mạng là xúc phạm người này, xúc phạm người kia. Rồi cái người ta khi mà người ta phản biện lại á, thì đưa người ta vào vô danh sách là đồng phạm của chị Hằng. Cái bao nhiêu đó là ở tù mọt rong rồi đó, chứ đừng có nói. Đúng không các bạn? Cái đó là vu khống và quy chụp. Mình là người có quyền lợi bằng vụ liên quan. Mình chỉ liên quan đến tiền bạc của mình thôi. Vụ án phúc thẩm nó diễn ra thì chỉ còn luật sư Hồ Nguyên Lễ và ba nhân viên, còn hai người nữa anh ơi, còn Hằng Ni và Đinh Thị Đỗ nữa. Mà Hằng Ni và Đinh Thị Đỗ thì em nghĩ là về cái quyền lợi thôi, chứ không kháng được. Hôm trước chúng ta nghe cái lời của luật sư Kim nói là không có cái sự việc mà đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần là đây là một cái vụ án mà về trật tự an toàn trên không gian mạng. Nó do đó là không có người bị hại, không được nhắc đến cái sự việc là người bị hại nữa. Bả là người có quyền lợi bằng vụ liên quan thì liệu liên quan thì cái quyền lợi của bả là cái gì? Là thôi là xong. Ở đó mà đòi quỷ án, đòi bắt giam chúng tôi, đòi trả tiền, đòi mắc cười, mắc cỡ quá, mắc cỡ các bạn.
Đúng, anh Kiệt Trần nó cũng đúng, nhưng mà em nghĩ là làm luôn chứ. Làm luôn chứ, làm luôn cho cái phiên tòa người ta nghỉ ngơi chứ đâu có tách ra thành vụ án khác. Theo điều 30 á, của bộ luật dân sự thì tách cái vụ án ra là đòi cái quyền lợi của mình. Nhưng mà em nghĩ là làm luôn đó, tại vì những cái người kia phải chứng minh rằng họ bị thiệt hại như thế nào và cung cấp cho cơ quan chức năng. Đó là xong. Bên phía Mr. Đàm và em Tiên nè, 70 mấy tỷ, người ta còn chưa, 74 tỷ đây, người ta còn chưa tính ra được con số nữa, ở đâu ra 2 tỷ 480 triệu. Đó, bởi vì tôi nói các bạn, cái vụ mà bà đem cái vi bằng á, của anh, bà bảo rằng của anh Tuấn á, còn chị Hằng á, lên để mà kiện anh Dũng á, là tôi lấy cái đó là cái hành động quá dư thừa. Mình đâu phải là người bị hại đâu mà mình cung cấp bằng chứng chứng cứ. Các bạn hiểu vấn đề chưa? Đúng không? Ở đó mà tôi hù kiếm cái người nào hù. Ha. Bà nói bà bị triệu tập rồi, bà không bị gì cả, còn người khác chưa bị triệu tập thì bị. Các bạn thấy đã không? Bà nghe nè. Còn chi vậy? Biết rằng phiên tòa hủy án sơ thẩm thì bây giờ cứ các cái đối tượng như là Kim Ngân nè, 88 là Gia Cát Phong, Hùng Râu hay là Đinh Hoàng Nhân không có kéo nhau đến phiên tòa gây náo loạn giống như lần trước, hiểu không? Giống như là Đậu Thanh Tâm hay là Hương Quảng Châu không có quy tụ mọi người tới để bao vây cái phiên tòa, làm gây mất trật tự, lại tốn kinh phí cho nhà nước, phải huy động lực lượng mấy trăm cán bộ chiến sĩ công an để tới bảo vệ phiên tòa chứ vậy? Biết rằng phiên tòa hủy án sơ thẩm thì bây giờ cứ xử thì hủy đi. Khi nào mà thứ xử hủy đi rồi giữ yên trật tự an ninh chính trị quốc gia thì tốn cho bây giờ cái nạn chút chút nó lộng hành như thế này thì có phải là gây nguy hại cho đất nước không? Cho nên là phiên tòa của chị Hằng, phiên tòa của ai đâu mà nguy hại cho đất nước. Nói chuyện ra giống như đồ chơi. Mà đã hủy án sơ thẩm thì cũng không cần phải rộng rộ, không cần phải thông báo. Tạo cái sự coi như là mất ổn định an ninh. Để mà phải tạo thêm gánh nặng cho các cơ quan chức năng để vì bảo vệ phiên tòa. Cho nên không biết từ bây giờ từ thứ hai tới thứ sáu không biết xử như nào. Ok, xử kín, không thông báo cho báo chí, không công khai rộng rãi cho bà con nhân chúng. Vì đã hủy án sơ thẩm thì cũng không nhất thiết phải công khai nha. Đó, các bạn thấy không? Hủy án sơ thẩm khẳng định 100%. Ha, giống như bà búa vậy là má đời thiên hạ, không cần thông báo báo chí. Ha, không cần thông báo ai cả, từ thứ hai thứ sáu chắc chắn sẽ xử. Ai nhắn cái gì vậy bà, chửi bà đi vậy mà bị chặn vậy? Các bạn ai đó đọc giùm em coi, em đọc không được kìa. Trời ơi đất hỡi. Các bạn thấy trời ơi đất hỡi không? Con xin chào chú Hai Dẫn, xin chào chị Lê Ngọc Hạnh. Ghê không? Trời ơi, khiển cả phiên tòa luôn. Phiên tòa diễn ra thứ hai thứ sáu không thông báo gì ai hết. Hả? Để cho nó làm loạn an ninh quốc gia gì đó. Trời ơi, đâu có ai. Trời ơi, trời, các bạn biết là gặp cái bà này người ta tránh xa 3 mét. Trời ơi, dân ăn dạ. Toàn bộ những cái vụ án á, cái vụ chị Đinh Thị Chiên liên quan thì các bà khẳng định đen là không đi tù cao, đi bằng đầu xuống đất. Các bạn thấy không? Lên phán như mạnh như súng như đạn, các bạn thấy không? Trời ơi trời, phát tay. Phiên tòa diễn ra là từ thứ hai thứ sáu, tin không tin thì thôi nha. Ha. Không có thông báo gì cả. Ok, sự kín, không thông báo cho báo chí, không công khai rộng rãi cho bà con nhân chúng. Vì đã hủy án sơ thẩm thì cũng không nhất thiết. Vậy chưa? Công khai nha. Ừ. Rồi, Tinh Lan, chứng minh tiếp tục. Đây là nội dung của Nguyễn Văn Tấn gửi cho Tinh Lan. Đó. Thông cung với nhau trong giai đoạn tạm giam. Ha. Bây giờ nó tố cáo nè, kể cả ba trợ lý mở mặt, họ không phải là thân nhân, mà còn lại bị can trong cùng vụ án đã bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú nhưng vẫn được chạy giam
nhiều lần tổ chức cho gặp riêng. Thôi đi bà ơi, bà đọc 100, 1000 lần nữa cũng không ai tin đâu bà ơi. Bà nói dốc như